Chào mừng các con đã quay trở lại về khóa học tiếng Việt lớp 5 cùng olm.vn. Các con thân mến, phát xít Đức dưới sự thống trị của Hitler đã từng là nỗi ám ảnh đối với rất nhiều dân tộc trên toàn thế giới. Và ngay cả một đất nước có thế mạnh về quân sự như Pháp cũng đã từng bại trận dưới tay phát xít Đức. Vậy thái độ của người Pháp lúc bấy giờ đối với những con người đứng trong hàng ngũ của phát xít Đức ra sao? Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Đó là một câu chuyện mang tên Tác phẩm của Schiele và tên phát xít. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi vào phần luyện đọc. Khi đọc bài này, các con lưu ý đọc bài văn với giọng kể tự nhiên, nhẹ nhàng, pha chút châm biếm, đọc đúng tính cách của nhân vật, đó là cụ già điềm đạm, thông minh, hóm hỉnh, tên phát xít hống hách, hậm hĩnh nhưng dốt nát và ngờ nghệch. Và đặc biệt, các con lưu ý đọc chính xác những tên riêng nước ngoài. Bây giờ, cô sẽ đọc mẫu một lần, các con hãy chú ý lắng nghe nhé. Tác phẩm của Schiele và tên phát xít. Trong thời gian nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, một lần có tên sĩ quan cao cấp của bọn phát xít lên một chuyến tàu ở Paris, thủ đô nước Pháp. Hắn bước vào toa tàu, giơ thẳng tay và hô to: "Hitler muôn năm!" Một người cao tuổi ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách, ngẩng đầu, lạnh lùng đáp bằng tiếng Pháp: "Chào ngài." Tên sĩ quan lử mắt nhìn ông già người Pháp, bỗng hắn nhìn vào cuốn sách ông cụ đang đọc và thấy đó là một tác phẩm của Schiele viết bằng tiếng Đức. Bực mình vì ông cụ biết tiếng Đức nhưng không thèm chào bằng tiếng Đức, hắn liền hỏi: "Lão thích nhà văn Đức hơn lời chào của người Đức chăng?" "Sao ngài lại nói thế? Schiele là một nhà văn quốc tế chứ?" Ông già điềm đạm trả lời. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tên sĩ quan, ông già nói tiếp: "Ngài thử xem, Schiele đã dành những tác phẩm của mình cho ai nào? Nhà văn đã viết Wilhelm Tell cho người Thụy Sĩ, Nàng dâu ở Messina cho người Italia, Cô gái Orléans cho người Pháp." Càng nghe nói, tên sĩ quan phát xít càng ngây mặt ra. Cuối cùng, hắn hỏi: "Chẳng lẽ Schiele không viết gì cho chúng tôi hay sao?" Ông già mỉm cười trả lời: "Có chứ. Schiele đã dành cho các ngài vở Những tên cướp." Vậy là vừa rồi, cô và các con đã cùng đi luyện đọc về bài tập đọc Tác phẩm của Schiele và tên phát xít. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số từ ngữ khó có trong bài qua phần chú thích. Schiele sinh năm 1759, mất năm 1805, là nhà văn Đức vĩ đại. Các tác phẩm của ông phản ánh cuộc đấu tranh chống cái ác, bảo vệ quyền con người. Sĩ quan là quân nhân có quân hàm thiếu úy trở lên. Hitler sinh năm 1889 và mất năm 1945 là quốc trưởng Đức từ năm 1934 đến năm 1945, kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945. Vậy là vừa rồi, cô và các con đã hoàn thành phần luyện đọc và tìm hiểu những từ ngữ khó. Tiếp theo, chúng ta cùng bước vào phần chính của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần đọc hiểu chi tiết. Trước khi bước vào phần này, các con hãy sắp xếp giúp cô những sự việc chính có trong bài theo trình tự phù hợp. Vậy là dựa vào những sự việc chính có trong bài, chúng ta có thể tìm hiểu bài học ngày hôm nay theo những nội dung như sau. Phần thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về hành động của tên sĩ quan trên chuyến tàu. Phần thứ hai, tìm hiểu về thái độ của tên sĩ quan với ông cụ người Pháp. Và phần thứ ba là tìm hiểu về cuộc trò chuyện về tác phẩm của Schiele và ẩn ý của ông cụ. Đầu tiên, chúng ta cùng bước vào phần 1, đó là hành động của tên sĩ quan trên chuyến tàu. Các con hãy cho cô biết chuyến tàu này đã được diễn ra trong một bối cảnh như thế nào về thời gian và địa điểm. Rất chính xác, về thời gian thì đây là một chuyến tàu được khai thác trong thời kỳ nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng và địa điểm là ở chính Paris, thủ đô của nước Pháp. Vậy thì khi bước lên chuyến tàu này, tên sĩ quan người Đức đã có những lời nói và hành động như thế nào? Khi bước lên chuyến tàu thì tên sĩ quan đã có cách hành xử như sau. Về hành động, hắn giơ thẳng hai tay lên và hô to: "Hitler muôn năm!"
Vậy chúng ta có thể nhận xét về cách hành xử này như sau. Hành động này thể hiện sự cuồng tín, sùng bái Hitler, rất lố kịch, kịch cỡm và đáng khinh bỉ khi hắn đã hô to tên của kẻ đã chiếm đóng nước Pháp trên chính một chuyến tàu của người Pháp tại thủ đô của nước Pháp. Trong hàng ngũ của phát xít Đức có những kẻ rất sùng bái và thậm chí là tôn thờ Hitler. Chúng lấy lời tung hô thủ lĩnh làm lời chào trong quân đội. Nhưng tên phát xít này thậm chí còn cuồng tín hơn. Hắn chào ngay cả khi đi đường. Đối với những người có mặt trong toa tàu lúc ấy thì cử chỉ và lời hô của tên sĩ quan quá bất ngờ và ngầm cho đó là một cử chỉ lố bịch và vô cùng đáng khinh bỉ. Vậy thì khi hắn hành xử như vậy, sự phản ứng của những người trên chuyến tàu như thế nào và những gì đã tiếp tục diễn ra sau đó thì chúng ta lại cùng đi tìm hiểu trong phần thứ hai, đó chính là thái độ của tên sĩ quan đối với ông cụ người Pháp. Trước cách hành xử của ông cụ già người Pháp trên xe đối với lời chào của hắn, tên sĩ quan đã vô cùng bực tức. Vậy các con lại tiếp tục cho cô biết tại sao tên sĩ quan lại vô cùng bực tức trước phản ứng của cụ già. Rất chính xác, tên sĩ quan phát xít bực tức vì ông cụ đáp lại lời hô cuồng nhiệt của hắn bằng lời chào một cách lạnh lùng, và thậm chí hắn càng bực hơn khi nhận ra ông cụ biết tiếng Đức thành thạo đến mức đọc được cả những tác phẩm viết bằng tiếng Đức nhưng không đáp lại lời hắn bằng tiếng Đức. Vậy qua hành động của ông cụ, chúng ta có thể thấy rằng phản ứng của ông thể hiện sự căm ghét bọn phát xít hống hách, tế nhị, bộc lộ sự bất bình, coi thường với lời chào hậm hĩnh và lố bịch của tên sĩ quan. Đồng thời cũng thể hiện sự trân trọng ngôn ngữ và tiếng nói của đất nước mình. Sau khi quan sát thấy ông cụ đang đọc tác phẩm được viết bằng tiếng Đức thì tên sĩ quan và ông cụ đã có một cuộc trò chuyện với nhau. Vậy họ đã trò chuyện về điều gì và ông cụ đã thể hiện những ẩn ý gì trong cuộc trò chuyện đó thì chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu trong phần thứ 3, đó là cuộc trò chuyện về tác phẩm của Sile và ẩn ý của ông cụ. Sile là một nhà văn vô cùng nổi tiếng người Đức, nhưng ông cụ đã đánh giá Sile là một nhà văn như thế nào? Rất chính xác, ông cụ đã đánh giá Sile là nhà văn quốc tế bởi vì Sile đã viết những tác phẩm cho nhân dân ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Sau khi nghe ông cụ liệt kê ra một số tác phẩm Sile viết cho rất nhiều những dân tộc khác nhau trên thế giới, tên sĩ quan đã ngây mặt ra và hỏi lại ông cụ rằng Sile đã viết tác phẩm gì cho chúng tôi, thì nhận được câu trả lời là Sile đã dành cho các ngài vở Những Tên Cướp. Vậy các con lại tiếp tục cho cô biết ẩn ý của ông cụ đằng sau câu trả lời ấy là gì? Vậy là câu nói Sile đã dành cho các ngài vở Những Tên Cướp đã ngầm ám chỉ rằng bọn phát xít là những tên cướp, là những kẻ xấu xa, vô nhân đạo. Và câu trả lời này của ông cụ người Pháp đã như một cú phản đòn thâm thúy và sâu cay, khiến tên sĩ quan cay cú vô cùng nhưng không thể nào bắt bẻ được. Và qua câu trả lời ấy, chúng ta cũng nhận ra được thái độ của ông cụ đối với người Đức và bọn phát xít Đức như sau. Đó là cuộc trò chuyện đã thể hiện rằng ông cụ rất am hiểu tiếng Đức, yêu những người Đức chân chính nhưng rất căm ghét và khinh bỉ bọn phát xít vì chúng đang giày xéo nước Pháp thân yêu của ông và chúng còn đang gây ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vậy là vừa rồi, cô và các con đã hoàn thành việc tìm hiểu những nội dung chính của bài tập đọc tác phẩm của Sile và tên phát xít. Tiếp theo, chúng ta cùng bước vào phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần tổng kết. Câu chuyện tác phẩm của Sile và tên phát xít đã ca ngợi cụ già người Pháp thông minh, biết phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức và dạy cho tên sĩ quan phát xít hống hách một bài học nhẹ nhàng mà sâu cay. Cô hy vọng sau khi học bài tập đọc này, các con cũng học được sự thông minh, am hiểu của cụ già người Pháp, biết phân biệt đúng sai, nhìn vấn đề một cách toàn diện chứ không đánh đồng tất cả mọi thứ, bởi ở đâu cũng sẽ có những người tốt và người xấu. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo của olm.vn.